Sáng nay ngày 21 tháng 12 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề Ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước. Cùng tham dự phiên họp có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban đối ngoại Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo một số bộ ngành Trung ương. Tham dự sự kiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương, lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Theo Bộ Ngoại giao, từ sau Đại hội 13 của Đảng và Hội nghị đối ngoại toàn quốc đến nay, công tác đối ngoại và ngoại giao đã bám sát đường lối đối ngoại Đại hội 13 của Đảng, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc, đồng thời phát huy mạnh mẽ bản sắc ngoại giao cây tre Việt Nam, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của ngành ngoại giao. Các hoạt động ngoại giao kinh tế đã mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế với nhiều đối tác, góp phần bảo đảm kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh xuất nhập khẩu, thu hút nhiều nguồn lực mới, bao gồm cả FDI, ODA, khoa học công nghệ, đưa Việt Nam vào nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá và dự báo tình hình kinh tế quốc tế, nhất là làm rõ những chuyển động mang tính bước ngoặt, các xu hướng lớn của nền kinh tế khu vực và thế giới. Cùng với đó là đánh giá khách quan toàn diện kết quả thành tựu công tác ngoại giao kinh tế đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến nay, nhất là từ sau khi ban hành chỉ thị số 15 của Ban Bí thư và chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế, trong đó làm rõ và làm sâu sắc hơn kết quả, rút ra các bài học kinh nghiệm. Thưa quý vị, tối qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến dự và có bài phát biểu tại lễ trao giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu VinFuture 2023. Đây là lần thứ ba giải thưởng tôn vinh và hỗ trợ các nghiên cứu khoa học được tổ chức nhằm tôn vinh các nhà khoa học, các sáng chế, công nghệ đột phá có tiềm năng đóng góp cho cuộc sống của hàng triệu người trên trái đất trở nên tốt đẹp hơn và kiến tạo môi trường sống bền vững cho thế hệ tương lai. Giải thưởng năm nay nhận 1.389 hồ sơ đề cử đến từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp năm châu lục. Lần đầu tiên Việt Nam có nhà khoa học Việt thắng giải VinFuture 2023. Giáo sư Võ Tòng Xuân, Đại học Nam Cần Thơ và giáo sư Gurdeep Shinkhus, người Mỹ gốc Ấn Độ, được trao giải đặc biệt dành cho nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển với phát minh nhiều giống lúa năng suất cao. Hoan nghênh tâm huyết của những nhà sáng lập giải VinFuture, Chủ tịch nước đồng thời bày tỏ tin tưởng mỗi công trình được xướng tên ở lễ trao giải VinFuture 2023 là niềm kỳ vọng lớn lao cho cuộc sống tốt đẹp của hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ người trên hành tinh. Đánh giá từ lần trao giải thưởng khoa học công nghệ toàn cầu VinFuture đầu tiên cho đến nay, với sứ mệnh khoa học phụng sự nhân loại, giải thưởng đã phát triển liên tục về chất lượng, số lượng và sự đa dạng, cho thấy sức hấp dẫn, ảnh hưởng và uy tín quốc tế ngày càng tăng. Chủ tịch nước tôn vinh các nhà khoa học bằng kết quả nghiên cứu sáng tạo đã mang đến cho thế giới niềm hy vọng lớn lao về tương lai của cuộc sống loài người. Giá trị giải thưởng là sự khuyến khích, cổ vũ tinh thần khoa học, sự khiêm tốn và lòng cầu thị, sự dũng cảm vượt qua thách thức, vượt lên những rào cản, giới hạn, tư duy thông thường để sáng tạo, phụng sự con người. Chủ tịch nước nhấn mạnh tham gia có trách nhiệm vào cộng đồng quốc tế, tiếp thu và kế thừa những thành quả của tri thức và khoa học tiến bộ. Việt Nam luôn có sự đồng hành, đoàn kết, hợp tác, chia sẻ và ủng hộ của bạn bè tiến bộ toàn cầu. Với mục đích nghiên cứu sâu sắc hơn chủ nghĩa Mác, qua đó bổ sung, phát triển và làm phong phú thêm chủ nghĩa Mác, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa. Tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo Quốc gia năm 2023 với chủ đề Chủ nghĩa Mác trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Hội thảo đã thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, lãnh đạo quản lý trong và ngoài Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng thời, đây cũng là dịp để nghiên cứu làm rõ và sâu sắc hơn những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác, trên cơ sở phân tích rõ bối cảnh quốc tế thay đổi để vận dụng, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam, nhất là những vấn đề lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hội thảo đã khẳng định chủ nghĩa Mác không thể được coi là một cái gì đó đã xong xuôi và bất khả xâm phạm, mà phải phát triển nó phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn. Điều này cũng phù hợp với tinh thần biện chứng và tính khoa học cách mạng của chủ nghĩa Mác. Hội thảo khoa học càng có ý nghĩa sâu sắc khi năm 2023 là năm kỷ niệm 205 ngày sinh và 180 năm ngày mất của các Mác. Tại Hà Nội, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập và ra mắt tạp chí điện tử tiếng Anh.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Trong 20 năm hình thành và phát triển, tạp chí Tài nguyên và Môi trường đã có những đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường và luôn chú trọng thông tin sâu về các kết quả nghiên cứu khoa học, cơ sở lý luận và hoạt động thực tiễn của bộ và ngành. Đồng thời, hướng đến là kênh thông tin của các kết quả nghiên cứu, phân tích chuyên sâu, đưa ra các giải pháp, bài học kinh nghiệm, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường. Tạp chí cũng là nơi tiếp nhận ý kiến đóng góp hoàn thiện các luật sửa đổi liên quan tới ngành môi trường. Chuyên trang tiếng Anh ra đời được kỳ vọng sẽ cung cấp thông tin về phát triển bền vững, nỗ lực giảm phát thải ròng bằng không của Việt Nam tới quốc tế. Vừa qua, Trường Cao đẳng Thái Nguyên đón nhận huân chương hữu nghị của nhà nước Lào, huân chương Hoàng gia Sahamechay hạng Tepizin của Chủ tịch Hoàng gia Campuchia và kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống nhà trường. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trường Cao đẳng Thái Nguyên đang đào tạo trên 6.000 học sinh sinh viên với hơn 30 chuyên ngành đào tạo từ sơ cấp, trung cấp đến cao đẳng. Ngoài bậc trung cấp và cao đẳng, hàng năm nhà trường đã đào tạo gần 2.000 cán bộ, giáo viên cho các phòng giáo dục và đào tạo các địa phương trong tỉnh. Đặc biệt, nhà trường cũng đẩy mạnh hợp tác giáo dục đào tạo. Đến nay, nhà trường đã và đang đào tạo gần 1.800 lưu học sinh đến từ 16 tỉnh thành phố của Lào và 8 tỉnh thành phố của Campuchia. Từ đó đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn và thúc đẩy mối quan hệ thắm tình đoàn kết hữu nghị giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Nhân dịp này, Trường Cao đẳng Thái Nguyên đã vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng huân chương hữu nghị, Chính phủ Hoàng gia Campuchia tặng huân chương Hoàng gia Sahamechay hạng Tepizin.